Ở đất Tân Châu, thuộc huyện Cổ Thành, có một người họ Trương tên Thiện Hữu, thường ngày ăn chay niệm Phật hay bố thí rộng rãi, ai cũng khen là người hiền đức. Vợ ông họ Lý tên Trương, người ta thường gọi là Lý Thị, lại là người tính tình thô bạo, kiến thức hẹp hòi, chỉ thích thu vào mà không muốn bỏ ra một đồng một cắc. Đôi vợ chồng tính tình xung khắc nhưng ăn ở thuận hòa, biết nhường nhịn lẫn nhau. Họ chẳng có con cái, nhà ít người nên xài phí chẳng tốn kém gì nhiều. Với huê lợi thu được quanh năm, họ dành dụm để riêng được một số tiền từ 2 đến 300 quan tiền đem cho vay lấy lời. Cuộc sống của họ do đó có bề sung túc, chẳng phải lo lắng khổ nhọc. Ở cách nhà họ chừng 10 dặm đường, có một người đàn ông tên là Triệu Đình Ngọc. Nhà nghèo nhưng ăn ở tốt. Khi mẹ chết, anh ta chẳng có tiền làm đám tang. Anh ta nghe phong phanh Trương Thiện Hữu là người dư bạc dư tiền, liền có ý nghĩ muốn đến ăn trộm một mớ để lo đám tang cho mẹ. Anh ta suy đi tính lại, lưỡng lự đến 2-3 ngày. Rồi một đêm kia, anh ta lén đến nhà họ Trương đào một lỗ hổng dưới chân tường, lấy được một số tiền 50-60 lượng bạc. Về nhà, anh ta nhờ người chọn một ngày lành làm lễ mai táng mẹ. Anh ta mua gạo, nếp, nhang đèn, chuẩn bị mọi thứ hết sức đầy đủ, gửi giấy báo tang khắp hết bà con thân thích, bạn bè, mướn dàn nhạc nhà giàng. Rồi anh ta tự mình mặc sô gai làm đám tang mẹ vô cùng trọng thể. Đôi khi nghĩ lại việc làm bất chính của mình, anh ta cho mình vốn không phải là một tên trộm, mà chẳng qua là không có tiền chôn mẹ nên trong phút chốc trót quên lời dạy của người xưa: bần nhi bất khả phú tang. Người con trai nghèo không nên chôn cất theo lối nhà giàu. Dẫu sao anh ta cũng thấy mình đã làm một việc trái với lương tâm và lẽ phải, là đi ăn trộm tiền bạc của kẻ khác. Trong khi anh ta nghĩ thầm như vậy, thì ở nhà Trương Thiện Hữu, sau khi đêm bị mất trộm, sáng ngày Thiện Hữu phát giác ra mình đã bị lấy mất 50-60 lượng bạc. Ông liền nghĩ thầm: tiền bạc là của cải phù vân, nay tụ mai táng, mất phần này được phần khác nên chẳng lo rầu. Nghĩ như vậy, ông thản nhiên không buồn giận, tự an ủi lấy mình rằng: sự việc phải như vậy thôi. Lời thường nói, nếu con không chết của không mất thì trời cũng giáng hỏa tai hay đạo tặc mà thôi. Trái lại, vợ ông là Lý Thị, với đầu óc hạn hẹp, cứ đau xót trong lòng không nguôi, cằn nhằn luôn miệng suốt ngày: nếu số tiền ấy mà không bị mất trộm, mình còn làm được bao nhiêu công chuyện, đem cho vay cũng lời biết mấy, để mất trộm oan uổng như thế này tiếc ơi là tiếc. Một ngày nọ, trong lúc bà ta đang cằn nhằn, bỗng nghe trước ngõ nhà có tiếng trống đánh vang lên. Bà ta nghĩ thầm, đây không hẳn là tiếng trống báo thu thuế, vì tháng này đâu phải là tháng 3 hay tháng 9. Chẳng hiểu làm sao, bà ta liền chạy ra ngõ nhìn kỹ thì thấy một nhà sư đi hóa duyên, muốn tìm gặp Trương Thiện Hữu. Bà ta trở vào cho chồng hay. Thiện Hữu bước ra cung kính hỏi han, nào là nhà sư từ đâu tới, đến đây có việc gì cần, đi hóa duyên ở đâu về, và làm sao biết đến mình. Nhà sư đáp, bần đạo tu ở chùa Ngũ Đài Sơn, từ mấy năm nay Phật điện bị đổ nát, hết nơi này đến nơi khác, tiếp tục sụm xuống. Ngày qua ngày, gió mưa xối xả xuống cả tượng Phật, khiến bần đạo không thể an tâm ngồi ngó cảnh điêu tàn ấy. Nhưng nhà chùa chẳng có lợi tức nào mà sự tu bổ quá lớn lao. Bần đạo không nỡ điềm nhiên ngồi nhìn, bất đắc dĩ phải xuống núi, đi khuyến giáo quanh vùng, cầu xin sự giúp đỡ của thiện nam tín nữ quý thiện tâm quân tử để mong trùng tu lại Phật đường. Bần đạo đã chịu khó lần hồi gom được một số bạc 100 lượng nhưng vẫn chưa thấm vào đâu. Vả lại còn nhiều tín chủ thành tâm đóng góp mà chưa thu nhận được. Cho nên bần đạo phải đi thu hết để mong trùng tu lại Phật đường. Bần đạo đã chịu khó lần hồi gom được số bạc 100 lượng nhưng vẫn chưa thấm vào đâu. Vả lại
còn nhiều tín chủ thành tâm đóng góp mà chưa thu nhận được, cho nên bần đạo phải đi thu hết các nơi ấy cho xong. Hiện nay, với số lớn mang theo trong người, bần đạo sợ bọn bất lương biết được mà cướp đoạt mất. Vì thế, bần đạo muốn tìm một nơi tín cẩn, an toàn để gửi nhờ. Tục ngữ có câu, nhân tâm a thổ bì, thập nhân cửu bất tri. Có nghĩa là, lòng người thường giấu dưới da bụng, 10 người hết 9 người không biết rõ. Cho nên, bần đạo chưa biết ai để gửi số tiền lớn này. Dọc đường đi, bần đạo nghe người ta đồn, tín chủ đây là người chí thiện ăn chay niệm Phật, phát tâm làm lành. Ai ai cũng đều rõ, bần đạo quyết tâm tới đây gặp tín chủ để gửi số bạc này tạm thời trong ít lâu. Khi nào bần đạo đã thu góp đầy đủ các nơi, sẽ xin trở lại lấy đi. Hợp với số bạc nọ, bần đạo trở về núi lo tu bổ Phật điện. Bần đạo xin tín chủ cho biết ý kiến thế nào? Trương Thiện Hữu đáp, đó là một việc thiện, xin nhà sư chớ ngại. Nếu nhà sư muốn gửi bạc lại đây, điều đó cũng như cất vào tủ của chùa vậy. Tôi xin hứa sẽ giữ gìn chu đáo, không có gì sai xuyển cả. Lúc nào nhà sư xong việc, xin cứ trở lại đây mà lấy bạc về. Nói xong, hai đàn kiểm cân lượng của số bạc, niêm phong cẩn thận. Trương Thiện Hữu bèn gọi vợ ra, trao tay, bảo cất giữ cho thật kỹ. Họ Trương muốn mời nhà sư ở lại dùng cơm, nhưng nhà sư nói, xin đừng lo việc cơm nước, bần đạo cần phải đi ngay vì nhiều công việc quá gấp rút. Trương Thiện Hữu nói, tôi đã trao số bạc cho nhà tôi cất giữ, khi nào nhà sư trở lại lấy, nếu tôi đi vắng, tôi sẽ dặn nhà tôi trao lại cho nhà sư chẳng sai. Nhà sư cảm ơn họ Trương rồi cáo từ đi ra. Thế nhưng, khi Lý Thị cầm được số bạc trong tay, mụ ta vui vẻ như nở gan nở ruột, tự bảo thầm. Tuyệt quá, thật là hên, đêm trước chỉ mất trộm ngót 60 lượng, mà nay ông sư này lại mang đến cả 100 lượng, quả là ta lời gấp bội. Một hôm, Trương Thiện Hữu sắp lên chùa Đông Ngạc, hành hương để cầu xin cho sinh được một đứa con trai đầu lòng, gọi vợ ra dặn rằng, tôi đi vắng rồi, nếu có nhà sư chùa Ngũ Đài Sơn hôm nọ đến lấy số bạc gửi, dù tôi chưa về đến, bà cũng đem số bạc ấy trao lại cho ông đầy đủ. Nếu ông muốn ở lại nghỉ, bà nên dọn một bữa cơm trưa, đó là bà làm một việc ân đức vậy. Bà vợ đáp, tôi đã rõ cả rồi mà. Dặn dò xong, Trương Thiện Hữu lên đường. Hai ba hôm sau, nhà sư thu tiền xong, trở lại nhà họ Trương, xin được thu hồi gói bạc. Lý Thị nói, nhà tôi đi vắng, còn tôi chẳng biết có ai gửi đến số bạc hay không. Thưa lão sư có gõ lầm cửa nhà không ạ? Nhà sư đáp, cách đây mấy hôm trước, chính tay tôi đã trao số bạc tận tay ông Trương Thiện Hữu. Ổng mang vào nhà và nói đã đưa cho vợ ổng cất giữ rồi. Sao hôm nay bà lại nói như vậy? Lý Thị thề nói, nếu chính tôi nhìn thấy số bạc của lão sư thì mắt tôi trào máu ra mà chết. Nhà sư nói, bà nói như thế là có ý giấu giếm số bạc của tôi rồi. Lý Thị đáp, nếu tôi giấu số bạc của ông thì xin ông cho tôi rơi xuống 18 tầng địa ngục. Nhà sư nghe mụ ta thề thốt nặng lời như vậy, biết mụ ta là con người xảo quyệt, có ý trở mặt chiếm đoạt số bạc của mình gửi. Người tu hành chẳng dạy gì đi gây chuyện to tiếng với một phụ nữ, không biết xử lý thế nào, nhà sư liền chắp tay than thở. Nam mô A Di Đà Phật. Của bố thí kia, bần đạo đã đi lượm lặt từ chỗ này đến chỗ khác, thu góp lại cũng từng đồng từng chữ, tự nguyện không dám tiêu xài, nhịn ăn nhịn uống để đem về tu bổ Phật đường. Bần đạo đã đem gửi cho nhà bà, vậy mà bà dám làm việc mờ ám cả lương tâm, chiếm đoạt bạc của bần đạo, chẳng hề xót thương một kẻ tu hành già nua tuổi tác. Dẫu bà có giỏi hành động trong bóng tối, con mắt của các thần linh cũng đã soi thấu. Rồi đây, tuần hoàn báo oán, không ai tránh khỏi đâu bà ơi. Thằng thở kể lễ một hồi, nhà sư bỏ ra đi. 4-5 ngày sau, Trương Thiện Hữu đi hành hương trở về hỏi vợ, nhà sư có trở lại lấy số bạc không?
Lý Thị đáp không do dự. Sau một hôm ông đi một bữa, nhà sư trở lại lấy bạc, tôi đã hai tay nâng túi bạc lên trả cho nhà sư rồi. Trương Tiện Hữu tin ngay lời vợ, lời tục có nói, lời nói khéo, kéo được lòng. Bởi vậy, Trương Thiện Hữu còn khen vợ, Chu Tất như vậy thì hay lắm. 2 năm sau, Lý Thị sinh được một đứa con trai đặt tên là Khất Tăng. 5 sau nữa, lại sinh thêm một trai đặt tên là Phước Tăng. Từ ngày sinh con trai đầu lòng, vợ chồng Thiện Hữu làm ăn càng ngày càng phát đạt, tiền bạc tuôn vào như nước. Khi lớn lên, Khất Tăng làm lụng siêng năng, chịu khó thức khuya dậy sớm, ăn xài hết sức tiết kiệm bòn chắc từng đồng tiền. Chỉ trong mấy năm, cả nhà trở nên khá giả. Trái lại, người con thứ là Phước Tăng, tính nết tương phản vô cùng. Anh ta chỉ biết ăn chơi hoang đàng, rượu chè cờ bạc, xài phí như ném tiền qua cửa sổ, không một chút tiếc nuối. Hằng ngày chủ nợ đến đòi nheo nhéo trước cửa, anh ta vẫn thản nhiên. Thiện Hữu là người biết trọng danh dự, đâu có thể chịu cho người ta đến lăng mạ con trai trước mặt mình. Ông phải dốc tiền ra bồi thường, trả hết kẻ này đến kẻ khác. Một đàn nhìn thấy công lao khó nhọc của đứa con cả, một đàn chứng kiến sự hoang phí của đứa con thứ, Thiện Hữu hết sức đau lòng. Ông bèn quyết định chia gia tài ra làm 3 phần. Một phần cho người con cả, một phần cho người con thứ, còn một phần cho 2 vợ chồng già. Rồi ai lo phận nấy, kẻ nào phung phá cứ tự do cho tới khi hết của, khỏi phiền lụy đến kẻ khác. Khi gia tài được chia xong, Phước Tăng phung phí của cải y như lấy nước sôi dội vào nước đá lạnh, như gió mạnh thổi tan mây. Chỉ non nửa năm, tất cả gia sản của cậu ta hoàn toàn hết sạch, áo quần chẳng còn cái nào lành lặn để mà mặc. Không có một túp lều để ở, vợ chồng Thiện Hữu thấy tình cảnh con thứ như vậy, vừa quá tức giận vừa đau lòng, muốn bỏ chết cho rảnh mắt. Nhưng lời người xưa đã nói, hùm dữ không ăn thịt con. 2 vợ chồng đành đem phần chia của mình san sẻ dần dần cho con, đến không còn gì hết. Thế là 3 phần gia tài, Phước Tăng đã phá hết 2, lại còn mon men muốn chiếm nốt của anh để xài phá cho sướng tay. Trước hoàn cảnh ấy, Khất Tăng hết muốn giữ gìn gia tài, tức giận không nhịn được, ngã xuống thành bệnh nan y, thầy thuốc không ai chữa được. Trương Thiện Hữu qua đau khổ than thở. Đứa con giỏi bệnh nặng, đứa con hư lại mạnh khỏe. Trong có mấy năm trời, nhà ta phải đến nỗi này. Phải chi, đứa con thứ thay chỗ cho đứa con cả thì đâu đến nỗi nào. Chẳng bao lâu, Khất Tăng thở hơi cuối cùng. Vợ chồng Thiện Hữu thương khóc đứa con giỏi giang, cần kiệm, buồn khổ chẳng còn làm gì được. Còn Phước Tăng thấy anh chết lại hết sức vui mừng, thầm nghĩ số gia tài rồi sẽ về mình hưởng trọn. Lý Thị vừa thương con cả, vừa giận con thứ, lòng thổn thức ân hận, khóc từ sáng đến chiều, 2 con mắt bật ra máu tươi dầm về, chẳng bao lâu cũng chết luôn. Phước Tăng thấy mẹ chết, trong lòng chẳng hề buồn khổ, mà bề ngoài cũng chẳng nhỏ một giọt nước mắt tỏ tình thương xót. Mặc dù còn đang mặc tăng phục xô gai, cậu ta vẫn rong chơi nơi các tửu điếm trà đình, ngày đêm miệt mài trong cuộc truy hoang, lần hồi kiệt sức. Phước Tăng mang bệnh lao mà chết. Trong một thời gian ngắn, phải chịu liên tiếp 3 cái tang, Trương Thiện Hữu trở nên suy dại, lắm lúc tự nghĩ thầm. Con cái sinh ra tai quái ấy, ắt phải có tiền căn nào mới khiến gia đình gánh chịu chết chóc thảm thương như thế. Tục ngữ đã có câu, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Nếu như làm việc thiện hay ác mà chưa thấy trả, đó là tại chưa đến cái giờ để nhận lãnh đó mà thôi. Hiện tại, cả đời ta chưa hề làm một việc ác nào mà ngày nay phải chịu trả như thế này. Trăn trở mãi với cái nghiệp chướng ấy, có lúc thiện hữu suy nghĩ, ta đã đi hành hương cầu tự mới sinh được 2 đứa con ấy, thế mà Diêm Vương nỡ rước đi hết cho đành. Ta phải lên Đông Ngục Miếu, tố cáo việc này với thần linh, thử xem sự thật ra sao, kẻo lòng ta vô cùng ấm ức. Một hôm, Thiện Hữu dậy thật sớm, mua nhang đèn, rồi đi thẳng lên Miếu Đông Ngục. Đến nơi,
ông vào quỳ mọp trước linh vị khấn vái. Tôi là Trương Thiện Hữu, tuổi đã già, trọn đời chưa làm hại ai, luôn luôn thờ kính thần Phật, cứu giúp kẻ khốn cùng. Vậy mà Diêm Vương nỡ đăng tâm cướp đoạt mạng sống của vợ con tôi, khiến cho tôi hôm nay phải sống cảnh cô đơn, nghèo khó và già nua như thế này. Tôi thật khốn khổ vô cùng tận. Xin cúi lại thần linh giải giùm nỗi oan ức của tôi. Nếu quả như tôi có tội, tôi cam chịu hết. Khấn xong, Thiện Hữu khóc trống lên, té nhào xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Ông ta nằm yên trong giấc ngủ mê, mơ màng thấy mình đến trước mặt Diêm Vương. Diêm Vương hỏi: "Này Thiện Hữu, sao lão đến Đông Ngục Miếu tố cáo ta?" Thiện Hữu đáp: "Vì ngài nhẫn tâm đoạt tính mạng hai đứa con và vợ tôi, khiến tôi ngày nay phải trơ trọi khốn khổ như thế này. Bất đắc dĩ, tôi phải cầu tôn thần quang minh chính đại xét xử cho tôi khỏi hàm oan." Diêm Vương phán: "Hàm oan hả? Lão muốn gặp hai đứa con của lão không?" Thiện Hữu đáp: "Dạ, tôi hết lòng mong muốn, xin ngài cho phép." Diêm Vương liền sai quỷ sứ đi gọi ngay hai đứa con của Thiện Hữu. Trong nháy mắt, Khất Tăng và Phước Tăng đến trước mặt cha. Thiện Hữu vui mừng cực độ, hớn hở quay qua bảo Khất Tăng: "Con ơi, con hãy theo cha về nhà đi con." Khất Tăng đáp: "Tôi nào có phải là con của ông đâu mà về. Tôi nguyên trước là Triệu Đình Ngọc, vì lấy trộm của ông mấy chục lượng bạc nên phải thác sanh vào nhà ông để trả món nợ ấy. Tôi đã đền cho ông thập bội rồi. Tôi với ông có phải là cha con đâu." Thiện Hữu nghe con cả nói thế, bèn nhẫn nhịn quay qua Phước Tăng nói: "Anh con đã trở mặt, nói nó là người dân nước Lã. Vậy thôi, con trở về với cha đi con." Phước Tăng lạnh lùng đáp: "Tôi cũng vậy, nào phải con ông đâu. Tôi là kẻ đến đòi nợ ông, đòi nợ xong là tôi đi, có thế thôi." Thiện Hữu ngạc nhiên, to tiếng bảo: "Mày nói sao? Cả đời tao có vay ai đâu mà bảo là tao thiếu nợ. Tụi bay không muốn về thì thôi, đừng hòng đặt chuyện." Phước Tăng cười ngạo mạn: "Ông có nhớ nhà ông đã đoạt của nhà chùa đến ngót trăm lượng bạc không? Nay lại chối leo lẻo. Nè, sổ sách còn ghi đây. Ông có biết tôi là ai không? Tôi là Quỷ La Sát. Trước đây, nhà sư trụ trì chùa Ngũ Đài Sơn đã bị vợ chồng ông toa rập cướp đoạt số bạc mà hòa thượng đã khổ công thu thập của bá tánh để làm chùa đấy. Bởi lẽ đó, Diêm Vương cho tôi đầu thai vào nhà ông đòi lại và đã phá tan tài sản của nhà ông cho đúng luật quả báo. Tôi nào phải con ông đâu mà về." Thiện Hữu nghe nói tới đó, liền hoảng hốt, run lẩy bẩy, nói ấp úng: "Trời ơi, tôi lại đi cướp của nhà chùa sao? Để tôi hỏi lại vợ tôi là Lý Thị xem sự thật ra như thế nào." Diêm Vương ngồi trên ngai, biết rõ ý của Thiện Hữu, liền ra lệnh cho quỷ sứ mở cửa hỏa ngục dẫn Lý Thị lên hầu. Một lát sau, Thiện Hữu thấy Lý Thị bước ra, tay chân đều bị xiềng, cổ mang gông, bước chân đi không nổi. Bọn quỷ sứ phải nắm dây sắt lôi đi đến trước mặt Diêm Vương. Thoạt trông thấy vợ, Thiện Hữu kinh hoàng, mồ hôi ra dầm dề, toàn thân nổi da gà, mở miệng nói nhỏ: "Bà đó phải không? Tại sao bà chịu cực hình khốn khổ như vậy?" Lý Thị bật khóc nói: "Ông nó ơi, hồi ở Dương Gian, tôi đã chiếm đoạt số bạc của nhà sư chùa Ngũ Đài Sơn. Sau khi chết, tôi đã bị liệng xuống 18 tầng địa ngục, chịu xiềng xích, chết lần chết mòn như vậy. Đau đớn lắm ông ơi." Nói rồi, mụ ta níu lấy áo chồng, khóc rống lên rất thảm thiết. Diêm Vương ngồi trên ngai, cầm cái chày linh, đập xuống bàn nghe chát lỗ tai. Trương Thiện Hữu giật mình thức dậy, mới biết là mình đã trải qua một cơn ác mộng. Ông hoàng hồn, bình tĩnh một hồi, rồi lau sạch nước mắt suy nghĩ. Hiểu rõ nguyên do nghiệp chướng của mình phải trả, đúng theo lẽ báo ứng tự nhiên của trời đất. Sau đó, Trương Thiện Hữu trở về nhà, thu xếp mọi việc xong xuôi, từ giả xóm làng, ăn mặc nâu sòng, vào chùa tu cho đến lúc trăm tuổi già. Của làm ra, để trên gác, của cờ bạc, để ngoài sân, của phù vân, để ngoài ngõ. Ngủ xú nương.
Thuở ấy, tại một xóm nghèo trong khu tồi tàn của xứ Ấn Độ, có một cô gái đến tuổi cập kê, tức là tuổi có thể lấy chồng, mệnh danh là Ngũ Xú Nương. Vì cô quá xấu, nhan sắc của cô đủ năm vẻ xấu của mặt mày, hai tay và hai chân nên được mệnh danh là như vậy. Trẻ con mới thấy mặt cô đều phải khóc vì sợ hãi, nhưng cô có một xúc giác rất êm ái, đến nỗi ai động đến người cô đều cảm thấy khoan khoái vô cùng. Trẻ con thấy cô đều khóc, nhưng được cô ẵm lên thì không muốn rời xa nữa, bởi vì sự xúc chạm đến cô gây ra cho chúng một cảm giác êm ái lạ lùng, không khác gì được ấp ủ trong vòng tay của mẹ. Tại sao cô lại chịu một số phận kỳ quái như vậy? Là vì kiếp trước, cô là con gái của một người thợ gốm nghèo. Một hôm, có vị tỳ kheo đi khất thực tới nhà, cô đã không cúng dường mà lại xua đuổi vị ấy bằng những lời chua ngoa. Vị tỳ kheo trước sự ngu si của cô bé, động lòng từ bi, muốn gieo cho cô một ít phước lành của sự bố thí, bảo cô: nếu cô không có cơm để bố thí thì cho bần tăng một ít đất sét vậy. Cô gái vào lấy một ít đất sét nắn đồ gốm đem ra cho vị tỳ kheo mà bảo: đó, đi cho khuất con mắt cho rồi, cái ông lì lợm. Do lời mắng nhiếc và thái độ bực tức của cô khi bố thí, kiếp này cô phải bị quả báo là nhan sắc xấu xí vô cùng. Nhưng do sự bố thí đất sét cho vị tỳ kheo, kiếp này cô được quả báo có một xúc giác êm dịu thần tiên. Vì quá xấu nên tuổi đáng lấy chồng của cô vẫn được nhàn nhã rong chơi với bọn trẻ con suốt ngày trong xóm. Bây giờ, đức vua có thói quen giả dạng thường dân đi vào các khu đông đúc để xem xét dân tình mà chỉnh đốn đời sống cho họ. Một hôm, vua đến xóm của Ngũ Xú Nương vào lúc sẩm tối. Ngũ Xú Nương đang chơi bịt mắt bắt dê với tụi trẻ. Nàng bịt mắt quơ tay, chụp bọn nhỏ đang hò la né tránh. Đức vua giả dạng đi qua, bị nàng quơ trúng. Ngũ Xú Nương hấn hở reo lên: thằng cô, không phải, thằng kèo, không phải. Nàng tiếp tục gọi tên 5-7 đứa đều trật lất, bèn thả tay ra. Trong lúc đó, đức vua như chết điếng cả người vì sự khoái lạc thần tiên. Ngài chưa bao giờ thưởng thức một sự xúc chạm nào êm ái kỳ diệu giống như vậy. Dù đang sống trong nhung lụa gấm vóc được vây quanh bởi vô số cung nữ nhan sắc diễm kiều, trước sự xúc chạm của Ngũ Xú Nương lần đầu tiên, ngài bỗng thấy bao nhiêu phi tần đều vô dụng nên cho về vườn hết. Ngài chỉ cần một nàng này là đủ. Nhà vua giả dạng, mặc dù đã được Ngũ Xú Nương thả ra, vẫn đứng trơ trơ như phỏng đá, không muốn rời chân. Ngài đứng nhìn nàng tiếp tục trò chơi bịt mắt bắt dê trong bóng mờ, cho tới khi trời tối, bọn trẻ thấm mệt giải tán. Ngũ Xú Nương đủng đỉnh về nhà, vua lẻo đẻo theo chân cô gái. Vừa đi, vừa tưởng tượng nhan sắc của nàng, chắc là chim sa cá lặn. Vì sự xúc chạm của nàng êm ái như thế, vua muốn đến tận nhà nhìn cho rõ mặt hơn. Nhưng ngài nhất quyết đặt cô gái lên ngôi chánh cung hoàng hậu. Vừa đi, ngài vừa hỏi cô bé: này em, qua muốn hỏi em về làm vợ, em có bằng lòng không? Cô bé cười lớn: ha ha, ông muốn cưới tôi hả? Cha mẹ tôi nghèo lắm, không có gì cho ông đâu, chưa bao giờ ai hỏi tôi như vậy cả. Qua không cần của hồi môn, tiền bạc gia tài chi cả, qua chỉ muốn sống gần em thôi. Cô bé vẫn cười nói hồn nhiên, chẳng tỏ chút gì e lệ. Ha ha, cái ông này thật kỳ, ông hỏi mẹ tôi đi, tôi không biết. Vậy em đưa tôi về nhà hỏi mẹ nhé. Được, ông cứ theo tôi. Vua mừng khấp khởi đi theo cô bé về nhà. Vừa bước vô căn nhà lá lụp sụp, cô bé đã gọi lớn: mẹ ơi, có cái ông này muốn cưới con về làm vợ đây nè. Tốt, thằng nào mà nó mê cái nhan sắc của mày đó, chắc cũng là đồ ma chê quỷ hờn, thần sầu quỷ khóc mới thèm cái thứ như mày. Bà mẹ vừa nói vừa bưng cây đèn dầu đi ra để giữa nhà. Dưới ánh đèn leo lét, vua thấy ra mặt mày Ngũ Xú Nương. Thất kinh hồn vía,
Nhưng bùa lực của sự xúc chạm của nàng vẫn mãnh liệt nơi vua. Vua nhất quyết cưới nàng. Trong phút chốc, vua đã định đoạt xong chương trình vì say mê nàng quá đỗi. Chương trình ấy là hằng ngày sau khi công việc triều đình xong xuôi, ngài sẽ cải dạng thường dân về nhà nàng vào lúc chiều tối, sáng sớm mai trở lại cung. Như vậy, vua được sống với nàng mà khỏi phải bị chê cười. Ngài chắc chắn nếu rước ngủ xuống nương về cung thì triều đình sẽ cho ngài đã loạn trí, mới tuyển vào ngôi chánh hậu một cô gái xấu xí như thế. Bởi vậy, vua đề nghị với bà mẹ như vậy. Thưa bác, cháu muốn cưới cô em này, nhưng cháu chưa có nhà riêng, xin bác cho cháu tạm gửi rể. Ban ngày cháu đi làm, tối về nhà vợ, khi nào đủ tiền sắm nhà, cháu sẽ đưa nàng đi. Được, nếu ông chịu cưới nó thì tốt lắm, mà nhà tôi nghèo, ông cũng thấy đó, tôi không có đồng xu nào cho nó đâu. Không hề gì, thưa mẹ. Được lời như cởi tấm lòng của hai bên, từ đó nhà vua tối tối lại về nhà ngủ xuống nương. Ngài xem túp lều tồi tàn này còn hơn muôn vàng lầu son gác tía, vì nơi đó ngài được sống với những xúc giác kỳ diệu như ở cõi trời. Một thời gian khá lâu trôi qua, vua thấy thật bất tiện nếu cứ phải giả dạng lần mò về nhà nàng mỗi chiều như thế, nhưng ngài không xa ngủ nương được. Ngài nghĩ cách đưa nàng về cung, lên ngôi hoàng hậu mà khỏi bị ai chê cười là đồ ngu. Bởi thế, ngài bày ra một mưu kế lạ lùng. Một hôm, ngũ xú nương đang ngồi buồn rầu thì vua về. Ngài hỏi, tại sao em buồn vậy? Tại vì cha em bệnh, muốn ăn một bát cháo tôm cua mà em không có tiền mua đồ nấu cháo. Tưởng là gì? Mai anh sẽ gánh về cho một gánh cháo tôm cua cho cha, muốn ăn bao nhiêu cũng được. Vua nhân cơ hội ấy mua một nồi cháo tôm cua tại nhà bà bán cháo ở chợ, đặt vào một đầu gánh. Đầu kia vua lấy cái vương miện quý giá gắn đầy hột xoàn 5 ly của ngài, gói cẩn thận bỏ vào một cái thúng, trên phủ đầy lá chuối, rồi gánh về nhà cô gái mà dặn: đây, anh mua cháo tôm cua về cho cha đó. Đầu gánh này là cháo tôm cua, đầu kia muốn tôm cua, rùa ếch, cóc nhái chi cũng có cả. Khi nào cần mua thì cứ lấy ra. Cô gái được nồi cháo thì mừng quính, không vội để ý thúng lá chuối kia. Nàng dẹp nó vào một nơi, đem cháo cho cha ăn. Cả nhà cũng được một bữa ăn khoái thích. Hôm sau trở về cung, vua hô hoán cái vương miện, vợ quốc bảo đã biến mất, và ra lệnh các quan phải mở cuộc truy tầm. Triều đình nhốn nháo phái người đi tìm lục soát khắp nơi trong hoàng thành đều không có. Vua đề nghị, trong thành không có thì tìm ra ngoài thành ở, những khu tồi tàn xem kẻ gian có tẩu tán tài sản về đó không. Ban điều tra vâng lời, lục soát đến khu tồi tàn của ngũ xú nương. Họ vào đến nhà nàng, lục tới thúng lá chuối, tìm được cái vương miện, bèn bắt trói cả ông bà. Hai ông bà một mực kêu oan. Quan điều tra hỏi, vậy thì cái thúng này của ai? Đó là của thằng rể tôi đem tới. Thằng rể ở đâu? Không biết, hắn nói không có nhà, đi cả ngày tới tối mới trở về đây. Có thể là một thằng trốn lính, các ông chờ tới tối sẽ gặp. Ban điều tra ở lại chờ mãi không thấy thằng rể xuất hiện. Bà mẹ cô gái đấm ngực la làng, hắn có lẽ đã nghe động tĩnh nên chuồn thẳng rồi. Oan ơi là oan, hỡi trời hỡi đất. Vậy bà hãy tả hình dáng mặt mày thằng rể cho tôi nghe. Làm sao tôi thấy rõ mặt mày hình dáng của hắn? Nhà nghèo, dầu hôi khan hiếm, tối chỉ thắp một ngọn đèn leo lét, một lát là tắt. Thằng rể tôi thì tối mịt mới về khi tôi đã ngủ, mà có thức thì tối quá cũng không thấy rõ được, mắt già lem nhem. Họ bèn hỏi ngũ xú nương, còn cô, hình dáng mặt mũi chồng cô ra sao, hãy tả ra nghe. Tôi cũng không thấy rõ được, ảnh thường về lúc đã tối mịt, đèn lu tôi cũng lờ mờ lắm. Vậy thì làm sao cô nhận được chồng cô? Sơn người thì biết. Cả ban cười rộ, họ không biết giải quyết ra sao nên cho người về tâu vua. Vua phán, vậy thì ta đã có cách bắt thủ phạm, các người hãy trả tự do cho vợ chồng nhà đó.
vua bàn với các quan rằng, theo lời khai của cô gái, sờ người thì biết được chồng cô, vậy hãy làm một cái chòi như phòng bỏ phiếu ở giữa công đường cho cô gái đứng vào trong, vừa một cái lỗ vừa thò bàn tay vào thôi. Xong xuôi, hãy bắt tất cả các đàn ông ở tuổi có thể lấy vợ, đưa tới bàn tay vào cho cô gái sờ. Gặp bàn tay nào, cô gái cho trúng là chồng cô, thì đó là thủ phạm đã đánh cắp vương miện. Các quan đều cho nhà vua cao kế và thực hành ngay. Đúng ngày, tất cả nam nhi từ 18 đến 45 tuổi nối đuôi nhau đưa tới cho cô gái sờ. Nhà vua cũng dự cuộc. Sau một ngày, cô đã sờ hàng ngàn bàn tay đưa vào, song không người nào trúng. Mỗi người khi được cô gái cầm tới tay đều cảm thấy sung sướng vô ngần, không còn ham muốn gì hơn trên đời này nữa. Cuối cùng, khi nhà vua đưa tay vào, Ngũ Tú Nương la lên: "Đây đúng là tay chồng tôi." Cả triều đình ngơ ngác. Khi ấy, họ mới hiểu ra mưu mẹo của vua, bởi vì ai cũng công nhận cái hạnh phúc tối cao do sự xúc chạm của nàng thì chỉ có nhà vua là xứng đáng hơn cả. Vì chính họ cũng quên mất vẻ xấu xí của nàng sau khi được bàn tay nàng sờ đến. Triều đình tuân lệnh làm lễ tuyển Ngũ Tú Nương vào ngôi chánh cung mà không còn bận tâm đến vẻ xấu xí của nàng, đồng thời cũng không cho là vua điên sau cuộc thử thách ấy. Khoái lạc vật chất trong đời sống quả thật vô số kể, vừa êm dịu vừa ngọt ngào và quyến rũ, dưới đủ hình thức dục lạc làm lòng người say đắm. Hãy nhận chân hiểm họa của nó, đồng thời cũng cho chúng ta thấy những kẻ có quyền thế thường lạm dụng uy quyền và dùng mưu mô xảo quyệt để hợp thức hóa dục vọng xấu xa của mình. Sao hài nhi khóc? Đầu xuân năm đó, Tiết Nhan là nhà láng giềng đột nhiên gọi điện cho tôi nhờ trợ giúp, kể rằng anh đến chúc Tết nhà của sếp. Gặp lúc hai vợ chồng họ bối rối khốn khổ, nhìn đứa con mới sinh được hơn một tháng tuổi, khóc thét không ngừng suốt hai ngày nay. Do các bệnh viện không tìm ra nguyên nhân vì sao bé khóc, nên lòng họ cứ nóng như lửa đốt. Tiết Nhan thấy tình cảnh này, vừa gọi điện cho tôi cầu cứu. Tôi cũng nghe rõ tiếng đứa bé đang khóc rất dữ, bèn chuyển điện thoại đến cho sư phụ. Sư phụ bảo Tiết Nhan trao điện thoại cho mẹ bé, rồi nói: "Nhà các người có phải rất ưa ăn hải sản, tôm cua cá không?" Họ đáp: "Dạ phải, dân ở Đài Loan á thường ăn các thứ này nè, mà chúng tôi cũng vậy nữa." Sư phụ bảo: "Nếu bây giờ hai vị phát tâm không ăn hải sản nữa và chịu niệm Phật siêu độ cho những con vật đã ăn qua, thì con các vị sẽ lập tức ngưng khóc ngay." Họ không hiểu, chất vấn: "Đứa bé khóc thì có liên quan gì tới việc ăn tôm cua cá của chúng tôi chứ?" Sư phụ giải thích: "Đài Loan đạo Phật rất thịnh, thế mà hai vị đối với Phật giáo lại không biết chút gì sao?" Họ đáp: "Chúng tôi là ngoại đạo, theo tín ngưỡng thờ lão gia của Đài Loan, mà đạo này không cấm ăn các thứ hải sản tươi sống." Sư phụ nói: "Thần thức các loài thủy tộc mà hai vị đã ăn qua đang ôm hận và trực sẵn chờ đợi thời cơ báo thù. Nhưng do hai vị hiện thời phúc báo chưa tận, tuổi trẻ dương khí thịnh, nên các oan gia này bèn chuyển sang quấy rối đứa nhỏ. Chúng hóa hiện thành đủ hình dạng xấu xí để nhát dọa hù cho đứa trẻ sợ. Các vị có thấy hai cánh tay của bé không ngừng quơ quơ giữa không trăng? Đó là vì muốn chống lại những linh quỷ dị dạng xấu hình đang quấy phá. Tức là khiến nó sợ hãi, khóc mãi không ngừng. Hoàng gia đang dùng cách này làm cho các vị phải sầu muộn, lo lắng, tâm lực tiều tụy. Như thế thì chẳng bao lâu nữa là chúng có thể đạt được mục đích báo thù. Phải biết, các ấu nhi dưới 3 tuổi bình thường đều còn nhục nhãn thông, nghĩa là có thể nhìn thấy cảnh giới mà mắt người không nhìn thấy.
sau 3 tuổi, do dục vọng thế gian tăng gia, dần dần che mờ hết, nên chúng sẽ thấy bình thường lại như người lớn. Nếu muốn quan gia không quấy nhiễu hù dọa đứa bé nữa, thì ngay bây giờ, 2 vợ chồng phải lập tức phát thệ không ăn hải sản nữa. 2 vị cần tuyên bố như vậy. Rồi sau đó, phải vì những con vật mình từng ăn qua, niệm thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật để siêu độ chúng. Làm được vậy, thì cháu bé sẽ ngưng khóc ngay. Ta biết 2 vị không tin, nhưng lẽ nào không muốn thử nghiệm xem sao ư? Đối phương do dự một lúc, bất đắc dĩ đành phải phát lời thề nguyện. Chúng tôi từ nay về sau không ăn hải sản nữa. Sau đó, sư phụ dạy họ niệm thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Họ chỉ lặp lại mới vài câu thì tiếng khóc đứa bé nhỏ dần rồi từ từ dứt hẳn. Điều này khiến cho ông chủ Đài Loan cảm thấy bất ngờ và bị chấn động, cất tiếng cảm tạ sư phụ. Vợ ông cũng bật khóc, nói cảm ơn lia lịa như người mái. Sư phụ bảo họ: hiện giờ đứa bé đã ngừng khóc. Bắt đầu từ hôm nay trở đi, hàng ngày các vị phải vì những con vật mình ăn qua, siêng năng niệm Phật, siêu độ chúng. Chưa hết, từ đây về sau, còn phải phóng sinh cho nhiều để giúp tiêu nghiệp cũ, nên dính chút thời gian đến thiền viện Đại Bi, thỉnh một số kinh sách về đọc. 2 vợ chồng đều hứa, nhất định họ sẽ làm theo và siêng năng lễ tụng. 2 ngày sau, Tiết Nhang cùng 2 vợ chồng họ đi đến tìm Hòa Thượng Diệu Pháp lễ tạ, nhưng sư phụ đã ra đi từ tối hôm qua. Tôi bảo họ hãy đem lễ vật cúng dường thiền viện Đại Bi. Thưa các thiền tri thức, các bạn đồng tu, tôi học Phật không lâu, đối với Phật Pháp hiểu biết không uyên thâm, chẳng dám nói bàn nhiều, chỉ xin dùng kinh nghiệm bản thân chia sẻ cảnh báo với mọi người, ngàn vạn lần chớ nên làm việc tổn đức, đừng sát sinh hại vật, trộm cướp tà dâm. Ngày đây, tôi cũng xin cảm tạ trang web Phật giáo đã cho tôi cơ hội kể ra những tội mình đã tạo trước đây để mọi người cùng cảnh giác. Nếu quý vị xem bài viết này mà muốn lăng mạ, chửi rủa hay khinh rẻ tôi, thấy đều được tất, vì đó là phúc phận của tôi. Tôi sinh ra trong một gia đình trung bình. Từ lúc biết nhận thức thì tôi đã làm một công việc cực kỳ thất đức là dành nhà xí. Lúc đó tôi còn nhỏ lắm. Khi ấy ông cố là phụ thân bà ngoại cùng ở chung với chúng tôi. Ông cố tuổi đã cao. Gặp lúc muốn đi vệ sinh, nếu như vào mùa một chút là sẽ không khống chế được và sẽ đại tiểu tiện vãi ra, trây dính cả người. Nếu mà xảy ra chuyện này thì ông bà ngoại tôi sẽ chửi mắng cụ cố dữ dội, rất khó nghe. Hồi đó tôi chưa hiểu biết gì, nhưng tính ưa chơi nghịch. Hễ thấy cụ cố đứng dậy chuẩn bị đi nhà xí là tôi lập tức chạy tới nhào vào trong đó trước, đóng chặt cửa lại. Mặc cho cụ cố ở bên ngoài rên rỉ kêu la, tôi cũng không thèm mở cửa. Đợi cụ cố đại tiểu tiện trây dính quần rồi, tôi mới chịu đi ra. Chính vì tôi làm như vậy mà ông cố bị bà ngoại chửi rủa thậm tệ, khiến cho ông rất buồn khổ. Nguyên nhân lớn nhất là tại tôi, do tôi mà sinh chuyện. Thế nhưng tôi cứ diễn mãi trò này, làm ông cố đau khổ rất nhiều. Mãi tới sau này, khi cụ cố hôn mê, trong lúc mơ màng, ông thường rên rỉ gọi tên tôi và bảo: hãy mau mở cửa ra, mau mở cửa ra. Lúc đó tôi không biết mình làm như vậy là thất đức. Rồi cụ cố qua đời, có lần cụ báo mộng cho mẹ tôi, dặn dò rằng tôi còn nhỏ nên không hiểu chuyện, xin bà đừng có đánh tôi. Lúc đó dù còn rất nhỏ, nhưng mỗi khi nghe mẹ kể như vậy, tôi cảm thấy rất hối hận và buồn. Tôi thường trùm chăn kín mít, khóc tỉ tê. Bây giờ nhớ lại, tôi còn thấy đau lòng.
có lẽ do nhân xấu, do hành vi tác tệ ngày nhỏ, mà bây giờ tôi nhận lại quả báo đó. Hiện nay, tuy tuổi tôi còn trẻ, nhưng cảm thấy tình huống mình và cô cố không khác nhau bao nhiêu. Tôi thường hay mắc tiểu không thể nhịn được, nên rất thống khổ. Dù có đi bệnh viện khám, cũng chẳng tìm ra nguyên nhân, tất cả đều bình thường. Trước đây tôi không rõ, nhưng sau khi đi học Phật rồi, tôi mới hiểu đó chính là quả báo do ác nghiệp ngày xưa tôi đã tạo. Hiện giờ, tôi chỉ biết gánh lấy, nếm mùi vị đó cho thấm thía, chỉ riêng mình biết mà thôi. Cho nên, xin các bạn đồng tu, ngàn vạn lần chớ nên làm việc xấu, sớm muộn gì quả báo cũng sẽ trổ ngay trên thân các bạn. Hồi nhỏ tôi rất nghịch, ưa đi bắt chuồn chuồn, dế, các loại côn trùng, vân vân. Lúc đó tính tôi tàn nhẫn nên ưa ngắt tay chân, bẻ cánh, hành hạ, giày vò chúng, cho chúng chết mới vui. Trong nhà tôi có rất nhiều thuốc men, tôi thường lấy nước sôi hòa với thuốc tạo thành thuốc nước, sau đó dùng kim tiêm bơm nước thuốc này vào trong bụng dế và các loại côn trùng. Chúng bị tôi hành hạ rất nhiều. Bây giờ nhớ lại, đúng là mình tạo quá nhiều nghiệp sát. Tội lỗi dẫy đầy. Sau đó, tôi còn đi phá tổ kiến, bắt dế. Tôi chế nước cho ngập hang, sau đó đắp bùn, làm thành để chặn bắt chúng. Tội rất lớn. Sau này khi lớn lên, trong nhà tôi nuôi chó liên tục. Vì nuôi con nào chết con đó, nên cứ phải nuôi tiếp. Chỉ cần là chó không nghe lời, thì tôi đánh chúng tàn bạo. Bây giờ viết lên đây, nhớ lại tình cảnh lúc đó, tôi thấy mình không phải là người. Tôi xin thành tâm sám hối tội ác của mình. Hồi đó, tôi gieo trồng ác nhân, tất nhiên sẽ phải gặt quả. Vì vậy mà mấy năm trước, tôi bị bệnh nứt da. Một khi thời tiết trở lạnh, thì tai sưng phù rất dữ, khiến đêm ngủ chẳng được, cả tay chân đều đau như bị vô số côn trùng cắn rứt. Cơn đau hành hạ thống khổ, tưởng có thể chết đi được. Lúc đó tôi chưa biết là mình bị trả quả, lo chạy chữa đủ cách, nào là uống thuốc, tiêm chích, thoa đắp, nhưng chẳng hiệu quả chi, ngược lại bệnh càng nghiêm trọng. Sau này học Phật rồi mới hiểu ra tất cả đều là báo ứng nhân quả. Do tôi ngày xưa tàn hại các loài vật nhỏ, cho nên phải thọ quả báo như vậy. Đúng lý phải như thế thôi. Chính giờ học Phật, lễ Phật mà gần 2 năm nay chứng bệnh của tôi không còn nặng nề nữa. Hiện giờ tai của tôi vẫn còn nứt nẻ, nhưng thuyên giảm nhiều. Điều này phải cảm tạ chư Phật Bồ Tát. Hiện nay mỗi khi gặp thực bệnh chi, đặc biệt là bệnh nghiệp chướng, tôi đều rất thản nhiên, bởi vì tôi từng tạo ác thì phải chấp nhận gánh lấy hậu quả. Có một việc sau cùng, tôi muốn cảnh báo mọi người, ngàn vạn lần không nên tà dâm. Lúc đó do tôi chưa hiểu gì, lại do chưa được biết đến Phật Pháp, nên ở độ tuổi thanh xuân, sức lực sung mãn, lại thêm hay xem sách, phim đồi trụy, nên thường bị khởi dục và tôi phải tự thỏa mãn. Mỗi khi dục phát mà không biết điều dục thì dần dần hình thành thói quen xấu, tệ đến mức chỉ cần vừa nhìn các hình ảnh nước là tôi khởi dục ngay và phải tự thỏa dục, đến nỗi tắm rửa gì cũng phát dục, dần thành thói quen. Hồi chưa học Phật, chưa biết đạo, hễ dâm niệm dục vọng tới thì tôi cứ tự thỏa mãn, cho đó là tự nhiên. Nhưng do làm điều này riết, tướng mạo của tôi cũng thay đổi. Đúng là như thế mà, tôi không có nói dối đâu. Bởi nhân cách mình xấu thì tướng sẽ đổi tệ theo. Xin bạn hãy tin tôi, nếu ai vướng phải thói xấu này thì nên từ bỏ triệt để, sẽ rất có ích cho bản thân. Nguyên là tướng mạo của tôi vốn rất oai phong, hình dung thanh tú, nhưng do tôi thường hay tự thỏa dục nên tướng mạo cũng bị thay đổi, biến thành cực kỳ thô tục, sức khỏe cũng kém.
vì tinh lao lực tổn, cộng thêm lỗi lúc nhỏ đã phạm với cụ cố, khiến quả báo tôi lãnh càng thêm nặng, tiểu tiện khó, khổ đủ mọi bề. Sau khi học Phật rồi, tôi mới hiểu và nhận ra đây là những hành vi bất hảo, nên một bề thề nguyện từ bỏ. Nhưng mà dâm niệm một khi khởi, nó mạnh cuồn cuộn, rất khó chịu. Nhưng từ thỏa mãn rồi lại thấy có tội còn khổ hơn. Mãi đến vài tháng trước, tôi mới hoàn toàn chiến thắng và làm chủ được mình. Nhờ tôi kiên trì mỗi tuần đến chùa lễ Phật, thành tâm lạy sám hối, sau đó được nghe giảng về lòng đại từ đại bi và ích lợi của việc niệm thánh hiệu Bồ Tát Quan Âm, nên mỗi khi dâm niệm khởi, tôi liền niệm thầm Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Niệm xong, tôi lại quỳ tiếp, xin Ngài gia hộ cho con chức trị lòng dâm. Tôi cứ niệm và quỳ như thế liên tục. Kết quả thật kỳ diệu, dâm niệm tự nhiên tiêu tan, thực sự tiêu mất hết. Hồi mới tập tu, một tuần tôi khởi niệm dâm 2-3 lần, sau đó suốt 2-3 tuần đều không khởi. Bây giờ thì không còn bóng dáng đó, vì trong lòng tôi chỉ có Phật. Việc này phải cảm tạ Bồ Tát Quan Thế Âm. Không có Ngài, có lẽ tôi cũng vẫn còn trầm mê vô phương tự cứu. Khi không biết đạo, phần đông người ta thường cho rằng thỏa dục là khoái lạc nhất. Nhưng nếu bạn nếm một lần hạnh phúc bình an thanh thoát của vô dục rồi, bạn sẽ không còn muốn trở lại cảnh giới đầy bùn đó nữa. Về đạo pháp, tôi không dám bàn huyền nói dịu nhiều, chỉ thấy là kể từ lúc tôi ăn năn quyết tâm tu sửa, dẫu có bệnh hoạn gì cũng giảm nhẹ đi, cho dù phải trả quả thì cũng không quá thống khổ và kham được, tiểu tiện cũng không còn khó chịu nữa. Chư vị đồng tu, đây là kinh nghiệm đích thân tôi trải qua, những lỗi tôi từng phạm thuở giờ luôn che giấu không dám nói cùng người. Hôm nay tôi thu hết can đảm giải bày ra hết, vì mong rằng những vị nào từng phạm lỗi giống tôi sẽ mau sớm sửa đổi để cùng được an lạc. Nếu tôi không được biết đến Phật Pháp, thì có lẽ hiện giờ quả báo tôi phải trả rất là nặng, rất là thê thảm. Nhưng giờ tôi được nghe Phật Pháp, biết ăn năn, sám hối, sửa lỗi, tu tỉnh, thệ nguyện đổi mới bản thân, nên hiện tại tôi sống rất hạnh phúc. Rõ ràng là Phật Pháp đem đến hạnh phúc cho con người. Tôi xin đem kinh nghiệm của mình ra, chân thành chia sẻ, hy vọng mọi người cảnh giác, xin đừng bao giờ bước vào nẻo sai giống như tôi đã phạm, vì đó là tử lộ. Cuối cùng, tôi xin cảm ơn chư vị đã kiên nhẫn, chịu khó đọc hết bài văn lườm thượm này của tôi. Nếu quý vị cảm thấy là tôi quá ti tiện, quá tàn nhẫn, đáng khinh, thì hãy lớn tiếng mắng tôi thật nhiều, bởi tôi xứng đáng vì như thế. Tôi không trách quý vị, mà còn phải cảm tạ nữa. Nếu như quý vị có thể đem chuyện của tôi kể cho bạn bè nghe để họ cảnh giác, giúp những người trước đây từng có hành động giống như tôi sớm được tỉnh ngộ, thoát ra nẻo sai, thì không còn gì quý bằng. Cầu chúc quý vị phẩm hạnh sạch trong, giới luật nghiêm trì, thân khẩu ý hằng thanh tịnh, tâm luôn hạnh phúc. Người sám hối, kính bút ngày 8 tháng 10 năm 2012, lúc 11 giờ 52 phút. Vài nét giới thiệu về vua tiên tri họ Liên. Ông là người Đài Loan, nổi danh là nhà xem số mệnh đại tài, có thể tiếp xúc với cảnh giới vô hình mà chúng ta không nhìn thấu đến. Vị mà Liên sinh giao tiếp có tên là Thần Phúc Lộc. Trong quá trình làm việc, càng hiểu nhân quả, ông càng kính ngưỡng Phật giáo và phát tâm quy y, thệ nghiêm trì ngũ giới, ăn chay trường, nguyện đem khả năng đặc biệt của mình để giúp thế nhân hồi đầu hướng thiện. Sau đây là bài viết chia sẻ về luật nhân quả rất hay của ông. Thần Phúc Lộc. Các bạn chẳng nên than oán là số mình không may, bởi thực ra khi vừa bắt đầu kiếp người, có thể phúc báo số mệnh của chúng ta rất lớn, nghĩa là bạn vốn có thể đạt được, hưởng được rất nhiều phúc lộc tuyệt hảo tối ưu.
Nhưng chính do sự thiếu hiểu biết về nhân quả mà ta đã vô tình tàn phá phúc báo của mình bằng những ý nghĩ, lời nói, hành vi thất đức. Chính ý nghĩ, lời nói, hành vi không tốt của ta đã chiêu vời và tạo ra vận số long đong bất như ý cho mình. Bạn đừng vội cho lý luận này làm mê tín. Cuộc sống quả thực có số mệnh, dù số mệnh này do ta tạo ra và chính đó lại đeo theo trói lấy ta. Nhưng số mệnh vẫn có thể chuyển tùy theo nghiệp tạo thiện ác của mình. Những người sự nghiệp thành đạt, được đại phú quý đều tin vào lý này. Sống mà thiếu trí tuệ thì rất dễ khốn khổ, bần hàn. Khi nghe tôi nói vậy, xin bạn đừng vội buông lời biệt thị mà cho là mê tín. Xin hãy chịu khó, động não gẫm suy để hiểu cho rõ ngọn nguồn, hoặc hãy đích thân tự thí nghiệm thử xem sao, rồi hẳn đưa ra kết luận. Tôi xin thưa với bạn là, những cảm nhận thấy biết thuộc các giác quan con người vốn không đáng tin, bởi ta rất thường bị chúng lừa. Xin hãy nghĩ xem, mắt người có thể nhìn được mấy phần trăm ánh sáng trong tổng số ánh sáng hiện hữu? Tai ta có thể nghe mấy phần trăm âm thanh trong tổng số âm thanh hiện hữu? Mùi có thể ngửi được mấy phần trăm mùi trong thế giới? Lưỡi có thể nếm mấy phần trăm trong tổng loại vị? Ta có thể cảm xúc được vật, nhưng đạt được mấy phần trăm trong tổng số vạn vật? Chẳng lẽ hễ những gì giác quan ta cảm nhận không đến không thấu, nghĩa là nhìn, nghe, nếm, chạm sờ không tới, thì cứ quả quyết là không có tồn tại ư? Chuyện thứ nhất, thời còn trong quân ngũ. Hồi đó, tôi gia nhập đội quân đo lường, năm 802, khi ấy phó đoàn trưởng là Ngụy Thanh Bình. Tay cầm một xấp tiền, bảo tôi phải trả lời ngay là ông đang cầm bao nhiêu. Tôi đáp, 14 sắp. Ngày chính ông cũng không biết rõ mình đang cầm bao nhiêu, nên khi nghe tôi trả lời, ông bèn đếm thử và trợn tròn mắt ngạc nhiên vì kết quả đúng y như vậy. Việc này đã khiến cái đầu vô thần của ông mềm đi, từ đó ông quy y Phật Pháp, phát tâm niệm Phật tụng kinh. Có một vị ăn nói cứng cỏi đanh thép, tôi gọi là ông Biện Sắt, vì ông hay nhạo báng cười chê khi thấy mọi người tin vào việc dự đoán của tôi. Một hôm, ông đến chỗ tôi, nói huyên thuyên trên trời dưới đất một hồi, rồi hỏi, anh có thể đoán xem đêm qua tôi đã làm gì hay không? Tôi đáp, đánh mặt trượt. Vị Miệng Sắt này ngây người một lúc, hầu như không dám tin vì sao lại quá đúng như thế. Ông bảo, đúng là tôi đánh mặt trượt, nhưng anh có thể đoán tôi thua thắng bao nhiêu không? Đây là một thách thức lớn, mọi người đều nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi đáp, thua 880 đồng. Ông Miệng Sắt kêu to, đúng đúng đúng, quả nhiên đoán giỏi như thần, khiến người ta không dám tin, trong thiên hạ sao lại có việc này chứ? Rồi ông Miệng Sắt kể, thiệt ra là tôi chỉ thua 800 đồng. Thua rồi thì thôi, tôi đang sửa soạn về thì có người bạn ngồi gần ngỏ ý cho tôi mượn 80 đồng. Tôi nghĩ thầm, mượn 80 đồng này biết đâu có thể gỡ gạt được. Kết quả cũng thua luôn, vừa đúng 880 đồng. Chuyện là như vậy đó. Chuyện thứ hai, cách lìa dục niệm. Có cặp vợ chồng trẻ đến thỉnh giáo hòa thượng Diệu Pháp. Họ kể mình quy y Phật rồi, ăn chay dễ dàng, rượu thuốc gì cũng đoạn trừ được hết, chỉ duy nhất giới dâm kiêng cự mấy lần đều thất bại. Nam cư sĩ kể, mỗi khi trong lòng khởi dục, anh thường niệm thầm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, nhưng cuối cùng cũng bị niệm dâm đánh bại. Vì vậy anh rất khổ tâm, xin hòa thượng chỉ dạy giúp cho, sư phụ khai thị. Còn tinh tấn tu hành thực đáng tán thán. Hoa sen sợ dị thánh khiết, là vì đó xuất thân từ bùn mà bất nhiễm. Phật Thích Ca lìa vợ đẹp con ngoan xuất gia tu hành, là thị hiện con đường tu thẳng tắc cho chúng ta. Người tại gia nếu có thể đoạn dục thì cũng đồng như xuất gia không khác, sẽ thành bậc tu hành xuất thế mẫu mực. Niệm thánh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm có thể trợ giúp
đình chỉ tâm dâm. Nhưng không phải để dâm niệm khởi lên rồi mới lo cầu Bồ Tát cứu trợ, mà bình thường phải luôn niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, như vậy mới có thể ly dục. Quan trọng nhất là trước tiên phải minh lý. Hiểu rõ đạo lý rồi thì nhờ am tường Phật Pháp mà việc giữ giới dâm tự nhiên thành. Càng thực hành càng thể ngộ đạo lý trong đó, nên tính tâm càng vững vàng bền chắc. Đề nghị hai con nên xem và học thuộc bốn điều răn dạy minh bạch về tánh thanh tịnh trong Kinh Lăng Nghiêm. Sau đó, lúc rảnh thì tụng thầm hoặc đọc nhỏ tiếng. Những khi tản bộ sớm tối, cưỡi xe, ngồi xe buýt, ra ngoài, bất kể làm gì, đều có thể tận dụng thời gian hiện hữu để tu trì. Nên học thuộc thêm chú Đại Bi, chú Lăng Nghiêm, mỗi ngày tụng bốn điều răn minh bạch về tánh thanh tịnh, ít nhất một biến. Nếu tụng càng nhiều thì càng tốt. Nhất là trước khi ngủ phải tụng một biến, có thể lấy đây làm thời khóa tụng cho người sơ học. Có thể dùng bốn điều răn dạy minh bạch về tánh thanh tịnh làm thời khóa tụng sớm tối cho người tại gia. Nếu có thể tụng thành tiếng, không những bản thân mình được lợi, mà các chúng sinh chung quanh, tức là mắt phàm không nhìn thấy, cũng đang quỳ nghe con tụng, thấy đều được lợi ích. Thế thì tự nhiên các con sẽ có công đức vô lượng. Nếu chuyên cần tu như thế, sau 3 tháng, nhất định sẽ khiến niệm dâm nơi thân tâm đều đoạn dứt, mà tính đoạn cũng không. Chẳng những bản thân đoạn được dâm, mà cả trong ý nghĩ niệm dâm cũng không còn. Lúc này, quý vị sẽ sống rất thoải mái, ung dung, không ngôn ngữ văn tự nào có thể diễn tả hết. Đây là thánh cảnh mà chỉ người đoạn được dâm rồi mới cảm nhận hết những an lạc, vi diệu trong đó. Đạt đến niệm dâm nơi thân tâm đều đoạn sạch cả rồi, thì dù không học thuộc tứ trọng thanh tịnh minh hối, vẫn có thể hành trì cả đời. Nghĩa là bởi lời Phật dạy đã ghi khắc trong tim. Lúc này mới phát hiện câu nói, trên thế giới không gì khoái lạc hơn dâm dục là sai. Vì khoái cảm do dục mang đến chỉ trong chớp mắt, nó không thực sự là khoái lạc, bởi nếu phải tiếp diễn thì càng thêm mệt mỏi, tinh lực cạn kiệt, lúc này không còn là lạc nữa, mà rất khổ. Chưa kể chính vì dâm hừng thịnh mà sản sinh nhiều tật bệnh, xảy ra mâu thuẫn xung đột giữa phu thê, dẫn tới ly hôn. Thậm chí còn khiến đương sự tử vong, yểu mạng. Người tại gia cần tiết chế thích hợp, nhưng người tu hành nhất định phải đoạn dâm. Bởi dâm tâm không trừ, trần khó thể xuất. Có người đoạn dâm được thời gian, tình cờ xuất hiện chứng di tinh, mộng tinh. Hiện tượng này là bình thường. Đừng thèm lý tới, tự nhiên sẽ hết. Một khi đã đoạn trừ được dâm, không những thể xác khang kiện, mà còn thu nạp, bảo tồn tinh hoa, có thể kết tụ xá lợi kiên cố, không gì sánh. Thời gian đoạn dục càng dài, thì khi viên tịch, hỏa thiêu xá lợi lưu càng nhiều. Xá lợi là thánh vật, đồng chư Phật, Bồ Tát. Thế nhân thành tâm lễ bái sẽ được nhiều lợi ích.